ăn gỗ rồi đó anh. Tâm lý bất ổn định. Mặc dù là bạn của em nhưng mà em phải nói thiệt là em cảm thấy là, ủa Huy ơi, mình có là có lỗi làm gì với bạn không? Chưa anh Phạm, đó là những mỹ từ tới dành cho cậu. Anh Thanh Duy, anh nghĩ sao? Đó là những mỹ từ. Tự nhiên tôi đứng giữa cái cuộc chiến này vậy trời. Thôi thôi, tôi không có liên quan nha, tôi không có liên quan gì nha. Chọn một trong hai để em đứng hoặc là nó đi về. Chết rồi, thôi vậy anh đi về. Đón xem chương trình Sắc Màu Hy Vọng 20h30 ngày 9 tháng 10 trên sóng truyền hình và app Shopee.